Xin chào tất cả các bạn nha. Thì lâu quá rồi không có câu cá lóc cho các bạn xem phải không? Thì bữa nay mình sẽ quay câu cá lóc cho các bạn xem nha. Thì đây là một chú vịt sẽ chinh chiến nha bạn. Đây. Thì vịt này nó đang ăn là khá là mập nha bạn. Tại vì cho ăn thức ăn khá là nhiều. Thì bây giờ sẽ dắt tất cả mọi người đi vào cái chỗ đó. Mình sẽ câu cá lóc cho các bạn xem nha. Thì hơi giật chút xíu thì các bạn thông cảm nha. Cái cây này là nó hết pin rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào câu cho bạn xem nha. Khoan, để quay cái bạn cái. Đâu rồi, cái bạn đâu rồi. Để chụp cái bạn nha. Không giật ở đâu. Mình đứng ở đây. Cái lóc mới chạy nữa. Mới chạy à? Trời ơi, khổ một bạn tôi quá. Ôi rách mẹ nó cái quần rồi mấy bạn ơi. Đó đó đúng không? Nè. Để vô cũ đi. Ừ. Trời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi. Con này 10 kg hay gì mấy bạn ơi. Giỡn mặt với nó luôn nha. Thu lại cho gọn nổi, dễ giật. Tát tới giờ rồi. Đừng có giật mạnh quá văng qua bên Dũng kia luôn đi. Lên con ký rồi. Ồ nó gục mấy con cá kìa. Thấy gì? Trời ơi nguyên một bụng luôn. Xuống lại cưng hao thấp luôn tưng nó à. Ông để xuống là nó táp á. Còn một cách đi qua bản câu là nhanh luôn. Thôi đi qua anh bên chi nữa, bên bãi bên cạnh nhất à. Để xuống tưng, để xuống tưng à, hai con lượng có tưng tưng lại á tưng. Ông anh kia nó chạy qua anh đây. Tôi thấy nó vô bờ rồi. À ok á. Ờ tức tấn này thì cứ quên. Ông cầm ơi, tôi cầm ơi. Bự ơi. Nè. Cái nằm bên kia sát bờ rồi, tôi nói đi qua bản đi. Trời ơi. Quá trời đã luôn các bạn ơi.
con nó gột kìa. Ôi nó gột kìa. Tại đó làm hết hồn. Quái trưởng. Trời ơi. Trời ơi trời. Gì mà nó phóng lên ghê vậy? Dở lên bạn. Dở lên. Vô các bạn ơi. Wow. Ôi, nó đã. Đi qua. Chạy. Đã quá các bạn ơi. Dạ. Đã quá các bạn ơi. Trời ơi. Nhịt rồi, nhịt cái sao không? Không, nó ướt rồi. Ôi ngon lành các bạn ơi. Cầm cá lên, dâng lên các bạn. Dâng lên ngay. Khủng. Trời ơi, hàng khủng mấy bạn ơi. Trời ơi, mới được bao nhiêu, không biết được bao nhiêu. Giờ mình vô mình cân thử nha. Ê, lỡ rồi, quất thêm con nữa Quy. Mấy giờ? Quất luôn. Mấy giờ? 4 giờ mấy rồi? Hả? 4 giờ mấy? Trời ơi, các bạn ơi. Có nè. Quá trời, quá đất luôn. Con nói này khoảng nhiêu ký? Hả? Mày khoảng nhiêu ký? Ký không? Ôi da. Ôi.
chút xíu nữa lọt qua cái vũng là đói luôn rồi, thôi đem vô. Để trời nó đã quá, wow, trời đã luôn. Quá trời cá luôn nè bạn. À, vậy thì mình xin kết thúc video clip tại đây nha. Thì cái con này cũng khoảng là 800-900 gram. Thì do cái cân nó hư rồi. Đó, đó. Rồi, hư cây gimbal luôn. Ngon lành luôn. Rồi, nó xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha. Ở, quá trời khủng rồi. Bạn bắt lên thử cái nhảy không bạn? Đúng là cá lóc đồng luôn các bạn. Cá lóc đồng là nó sung nhỉ. Đậu phộng nữa hả? Đậu phộng nữa. Trời ơi trời, đậu phộng nữa thiệt tình chứ. Quá trời đã luôn nè bạn ơi. Rồi cảm giác sao? Giật lên thấy khoái không? Sướng tay ha. Ừ, quặt cây luôn. Rồi phóng xuống cái dũng đó sao? Sướng rồi. Sướng tiên người luôn. Đó, quá đã luôn. Nói chung là bữa nay anh em tụi mình là thành công rồi các bạn. Cá này cũng đeo không biết bao nhiêu lần rồi đó mà câu không bao giờ dính. Im ha.